Hi, và mình xin chào anh em và các bạn đã quay trở lại channel của mình. Và mình là Trendly Gamer. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục trải nghiệm quay tộc trong tựa game Rank Big Online. Thì ở video lần trước thì các bạn cũng biết mình đã tiêu tốn khá là nhiều Robux, tầm khoảng 1.200, 1.300 gì đó, mình không nhớ. Thì ở trong video lần này không biết là mình tiêu tốn bao nhiêu nữa. Hiện tại thì đang quay ra tộc Thiên Thần nè các bạn. Ôi trời đất ơi, ôi trời đất ơi, cái cánh gì nhìn vãi vậy các bạn, nhìn giả tạo kinh luôn á. Vãi thiệt chứ, ở giờ mới thấy cái cánh tộc Thiên Thần. Cái cánh này á, nếu mà vào những con nhân vật mà dạng mà nó ốm đó các bạn thì nhìn tuyệt vời ông mặt trời, nhưng mà khi vào con nhân vật của mình á, phải nói là nhìn thảo mai kinh khủng luôn, giả trân trời ơi. Cô gia vật mình đeo cánh này không có một sự giả trân gì hết nha các bạn. Nhìn đẹp đẹp, quá đẹp luôn. Một thiên thần với đó là đẹp tuyệt vời. Mình nghĩ là nên bỏ cái cánh này và tiếp tục chặng đường hành trình của mình thôi các bạn. Đây, tiếp tục. Nào à, tộc gì đây. Mong là ngày hôm nay á, admin cho mình quay hem. Chắc ở video lần trước có mấy bạn comment á, kêu admin là Robert nhiều quá. Chắc là nhiều quá thiệt rồi các bạn. Phum luôn rồi. Mình quay admin không chịu chấp nhận nữa. Từ trước đến giờ mình trải nghiệm tựa game mà đưa admin Robert mà admin không nhận luôn á. Admin không cho mình quay luôn. Chứ mấy video lần trước là mình quay được một là Minh, hai tập người cá rồi. Mình không tin là 2.000 Robert mình quay không ra đó. Mà từ nãy giờ mình tiêu tốn hết nhiều rồi ta. Mình lo bình luận không để ý các bạn. Các bạn có thể để ý và comment bên dưới giúp mình hem. Chứ mình thấy từ nãy giờ hình mình ám mình hơn nhiều rồi đó. Thiên thần mới ra có một à, mà hình mình đâu cả đống cả làng. Trời đất ơi nữa hả? Ở trời đất ơi, chết thiệt rồi các bạn ơi. Mình đã bị dụ vào con đường tà đạo, tiêu tốn Robert nhiều mà không thấy gì hết. Ý kìa, mới thấy cái tộc đỉnh cao gì chạy qua. Tộc Minh, tộc người cá đâu. Trời ơi nữa. Chết. Mình nói chết mà. Ca này toan rồi các bạn ơi. Hình như quay từ nãy giờ 6 lần rồi đó. Ra tàu hình mình không. Trời đất ơi. Chết. Mình nói chết. Tiêu rồi. Cài cái đi. Ừ, Minh. Nó gần vô tộc Minh rồi các bạn. Các bạn thấy tộc Minh nó chạy qua 2 lần không? Đó các bạn thấy cai hình mình kìa. Nó không thấy tập người cái cho tộc Minh chạy qua luôn. Như vậy thì cái tỷ lệ xuất hiện tộc Minh là không có. Nó phải chạy qua ha. Đó tộc Minh mới lướt qua. Đó mình lướt qua lần nữa. Lẫm. Lại. Trời ơi. Không có Minh thì có người cá cũng được các bạn. Ủa mà sao thấy con nhân vật mình không thay đổi hết ta. Ấy trời đất ơi. Ủa. Sao người cá kỳ vậy. Lạ ta. Thấy có nhân vật mình đứng bình thường các bạn. Không có vây cá cũng không có mang cá gì luôn. Wow. Mình thấy tộc người cá này vui nha. Rồi bây giờ vào game thử cho các bạn xem hem. Các bạn hãy xem thử tộc người cá để hoạt động ra làm sao, như thế nào. Có nhân vật mình có thay đổi gì hay không. Mình tính tổng Robert là chắc là cũng tầm 2.000 đó. Để xem nào. Đó cứ. Không thấy có gì luôn các bạn. Ít ra cũng cho mình cái. Trời đất ơi. Cho mình 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái vết sẹo trên mặt các bạn. Cái gì kỳ vậy. Mình biết là cái đó là tượng trưng cho người cá và cái mang cá đó các bạn. Nhưng mà bỏ 2.000 Robux ra để thấy 6 cái vết sẹo. Thì mình sẽ lấy 2.000 để mình chia ra cho 6 vết sẹo này. Thì tổng cộng là mình được 333 Robert first 7 số 3 đằng sau nữa. Thì mình cho là 333 Robert một vết sẹo. Thì 6 vết sẹo sẽ là 2.000. Ôi trời ơi. 2.000 Robert để mua được 6 vết sẹo các bạn. Để mình coi thử coi có làm được cái gì hay không hem. Chứ không là mình sẽ ra bên ngoài. Mình bỏ 25 Robert ra để mình đổi cái skin của tộc người cá đó các bạn. Chứ bây giờ mình là tộc người cá mà nhìn không giống thế nào hết. Chỉ có 6 vết sẹo tượng trưng cho cái mang thôi. Rồi bây giờ nhảy từ trên này xuống nè. Ấy quên luôn các bạn.
tự nhiên cái quên ngang xương là mình đã ăn trát quỷ ma gu luôn. Có trời đất ơi, thôi toan rồi. Rồi sao xuống nước lặn thử? Lặn thử bằng cách nào các bạn? Giang ma gu và nhảy xuống nước lặn là bằng niềm tin rồi. Bây giờ chỉ có hai cách giải quyết duy nhất. Cách đầu tiên là mình sẽ nhảy từ trên cao xuống và cho trái quỷ ma gu nó không có kết tinh lava được dưới chân kịp đó các bạn. Thì cái con nhân vật của mình sẽ rơi thẳng xuống biển. Và cách thứ hai là mình sẽ nhờ một bạn cũng như là một cái người chơi khác, họ sẽ ôm mình và quăng xuống biển. Cách thứ hai thì mình thấy là khả quan hơn. Đây. Có một bạn hiện tại đang ở đây nè các bạn. Rồi mình sẽ kêu bạn đó hỗ trợ mình đem mình quăng xuống biển hem. Ơi, mà mình quên nữa là hình như là bạn đó mới ăn trái quỷ ma gục. Thôi xong. Cách thứ hai này tính già ra non rồi các bạn ơi. Bạn đó dẫn trái quỷ ma gu thì làm sao mà bạn đó có thể ôm mình dục xuống biển được. Nếu mà bạn đó là một trái quỷ khác như là Pika đấy, thì bạn đó sẽ ôm mình nhảy xuống biển, rồi bạn đó sẽ sử dụng E để lướt lên, hoặc là sử dụng chiêu X của trái Pika để lướt lên. Rồi trời ơi, tại sao lại là ma gu? Nhờ sự trợ giúp của bạn Bin mà cũng không được luôn các bạn. Hiện tại trong server này á, mình, bạn Bin cũng như là bạn Nam á, là ăn trát quỷ ma gu luôn các bạn. Ba bạn ma gu luôn. Vậy là cách thứ hai thực hiện không được rồi. Vậy thì mình sẽ trở máng và mình chọn cái phương án thứ nhất em, là mình sẽ nhảy từ trên cao xuống và mình sẽ không ghép bô, thì cái con nhân vật của mình sẽ đi thẳng xuống biển luôn. Đó, cách này là hoàn toàn thực thi được. Ủa gì coi vậy? Ôi. Ủa có phải tộc người cá không ta? Ủa sao tộc người cá lại chết đuối? Gì kỳ á? Kỳ lạ ghê. Tại sao lại như vậy? Tộc người cá nhân viên chết đuối các bạn. Ngộ rồi nha. Mình thấy là cái này ngộ lắm luôn á. Đâu. Để mình làm lại màn 2 cảnh 1, màn 1 cảnh 2. Diễn. Bây giờ là mình sẽ nhảy xuống lại một lần nữa em. Chứ không bơi được luôn các bạn. Không thấy một cái hiện trạng gì mà của tộc người cá luôn ha. Rồi để mình nhảy xuống làm lại phát cho bạn coi nè. Ok. Mình mới thấy bơi được đó các bạn. Mình hiểu đại khái rồi đó các bạn. Là cái tộc người cá này đó, khi mà các bạn ở tộc người cá đó thì bạn vẫn có thể bơi được. Nhưng mà cái con nhân vật của bạn là phải nhoi đầu trên mặt nước. Chứ mà cái đầu mà nó ở dưới mặt nước thì nó vẫn bị biển cả nguyền rủa. Tại vì các bạn ăn trát quỷ. Và mình xem bộ ra đó thì tộc người cá sẽ không thích hợp với những bạn ăn trát quỷ hi ê, cũng như là ma gu giống mình. Mỗi lần mà nhảy xuống mà muốn bơi lội đó thì cần sự giúp sức của bè bạn, mấy bạn đem mấy bạn nhảy xuống biển. Thì như thế mới có thể bơi được. Chứ không thì tình hình sẽ rất là căng em. Và bây giờ trái ma gu của mình ở trên biển như thế này thì mình đâu có cách nào mà mình nhảy xuống được nữa đâu các bạn. Ngoại trừ mình bị thuyền lè hay là một cái gì đó nhận mình xuống thì mới được. Chứ không ấy là mình phải reset và làm lại từ trên cao mình nhảy xuống nữa. Trời ơi, ma gu mà cho tộc người cá cho tộc mình đi. Đồ giác tộc người cá đưa cho mình chết thiệt chứ. Mà tộc người cá này đó thì mình muốn bơi được cho bạn xem đó, mình cần phải quỷ đi năng lực trái quỷ ma gu. Nhưng mà hiện tại quỷ ma gu thì uổng lắm các bạn. Mình biết mình vẫn còn Goro để mình ăn lại, để bù đắp lại trái quỷ lâu xa của mình. Nhưng mà ma gu mình thấy đang farm ngon nè mà. Với lại có những bạn comment nói mình đó là update 2 đó thì trái ma gu được búp sức mạnh lên. Thì mình muốn để đến đó xem thử trái ma gu được búp sức mạnh như thế nào. Chứ mình thấy tộc người cá thế này toàn thật sự luôn các bạn. Trời ơi, 2000 Robux thì các bạn thấy con nhân vật của mình cũng như là mình chỉ mua 6 vết sẹo ở trên mặt thôi. Một vết sẹo là nó tương ứng với 333 Robux, 6 vết sẹo là đến 2000 Robux. Trời ơi, tại sao lại có một cái cảnh tượng mà nó bi thảm, bi thương, bi đáp như vậy? Reset nãy giờ mà cá mập nó cũng không cạp được nữa. Cá mập riết mà nó tu luyện hành tinh mà thấy mình tộc người cá mà nó còn sợ là nó tém mình nữa. Hên nha các bạn. Là đây là cá mập nó tấn công mình nha. Nó tấn công đồng loại của nó luôn.
chứ nó không tấn công mình đó hả, thì mình cũng không biết cách nào để mình đi lên trên nữa, ngoại trừ mình băm cái thuyền ra, mà thuyền của mình thì bị hư khá là nhiều rồi, nên là muốn di chuyển lên được hải lưu đó thì cần phải sửa lại nữa. Trời ơi, cắn lẹ đi anh mập ư. Tỉa cái gì vậy trời, cá mập mà bây giờ mà tu luyện đến cái cảnh giới thượng thừa trời ơi, nhảy không nổi luôn các bạn. Các bạn thấy cá mập trong game này đỉnh lắm, nó là cầu nối để các bạn có thể reset ra được khi mà các bạn ăn trái quỷ Magu cũng như là Hi ơi, mà các bạn ở xa đảo trên trời đi mà các bạn chạy thiệt là mất thời gian. Đây là cái cơ hội để cho các bạn reset được ở trên biển em, còn mà ở trên đất liền thì dễ quá rồi. Rồi bây giờ mình nhảy xuống mình làm thử lần nữa nè, quay tập người cá bơi như thế nào. Còn không đó thì mình sẽ hy sinh trái quỷ Magu để làm cái clip sau về tập người cá bơi lội dưới biển như thế nào cho các bạn xem em. Trời ơi là trời. Nhưng mà có điều của các bạn thấy không, mình vừa rớt xuống biển thì mình bấm thanh dài mới có mấy cái thôi là con nhân vật của mình là nó tự trồi lên. Nhân vật của mình nó cũng muốn bơi lắm đó các bạn, nhưng mà do là cây lava nó ngăn cản nè. Nếu mà các bạn sử dụng trái Hiei á, Hiei cũng sẽ ngăn cản giống như là trái Magu em. Nó kết tinh thành băng cũng như là kết tinh thành lava dưới chân mấy bạn nè. Mấy bạn không thể nào bơi được, tại vì mình nói rồi, bơi là mấy bạn phải trồi cái mặt trên mặt nước. Mà khi mà các bạn lên mặt nước đó thì lava cũng như là các bạn ăn trái quỷ Hiei nó sẽ tự kết tinh dưới chân mấy bạn như thế này, thì mấy bạn sẽ không thể nào mà bơi cũng như là nổi trên mặt nước được hết á. Nhất định là các bạn phải bỏ đi trái quỷ Hiei cũng như là trái quỷ Magu để có thể trải nghiệm tộc người cá bơi như thế nào. Thì mình sẽ cố gắng cho mấy bạn xem vào những clip sau. Còn video kỳ này thì mình nghĩ là nên kết thúc được rồi các bạn. Mình thấy quá đủ rồi. Tộc người cá mà đụng Magu với Hiei là coi như là phế phẩm. Kia, lão mập đã xuất hiện rồi. Hình như là lão mập thấy đồng loại bị như vậy, lão mập khoái lắm, lên là tám phát ăn ngay rồi các bạn. Lúc đầu thì lão mập còn nương hem, bây giờ là quen mặt quá rồi, quém luôn. Rồi, mấy bạn nào mà muốn sở hữu tộc người cá thì bạn có thể là bỏ Robert ra để quay một lần quay là 50 Robert hem. Thì tùy vào độ may mắn của các bạn, mình á thì phải 2000 Robert thì mới sở hữu được tộc người cá. Và các bạn thấy 6 vết sẹo trên mặt con nhân vật mình, mỗi vết sẹo là tương ứng với 333 Robert và kèm theo rất là nhiều số 3 ở đằng sau em. Các bạn có thể lấy 2000 Robert chia 6 thử và sẽ ra kết quả. Video đến đây thì mình cũng gửi lời cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian để theo dõi video. Và hẹn gặp các bạn trong video lần sau và tiếp theo em. Còn bây giờ thì mình sẽ cùng đồng đội đánh bại Ino để săn món trang sức của hắn ta em. Thì món trang sức của hắn ta là thuộc cấp Legend, thì mình sẽ cố gắng săn được cái món trang sức đó để làm clip cho các bạn xem. Còn video lần này thì cũng gửi lời cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Và hẹn gặp các bạn trong video lần sau và tiếp theo nhé. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại nhé.